660, xin chào các bạn. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để xác định huyệt 19 nhé. Huyệt 19 này có tác dụng là gì ạ? Chữa cấp cứu, ngất xỉu, trúng gió, động kinh. Và nhất là đối với trẻ em thì chúng ta dùng huyệt 19 này để chữa hóc xương. Thì các bạn có cây giò này, các bạn xác định này, chỗ này chính là rãnh nhân trung này. Chúng ta sẽ đẩy thẳng lên như thế này. Thẳng lên như này. Thì huyệt 19 là điểm cao nhất của rãnh nhân trung. Khi mình ấn vào huyệt 19 này, mình ấn giữ trong vài phút ấy, thì nó có tác dụng là giãn cơ, làm ấm người. Đấy, và nó sẽ đẩy cái xương ra ngoài. Đó là tác dụng của huyệt 19 nhé. Cứ khi nào liên quan đến những cái cấp thiết, ví dụ tụt huyết áp chẳng hạn, hoặc tụt đường huyết chẳng hạn, hoặc là say xe, trúng gió, động kinh, liên quan đến cấp cứu ấy, thì chúng ta dùng huyệt 19. Và nhất là đối với trẻ em là bị hóc xương, các bạn ấn thẳng như này trong vòng vài phút này. Nếu các bạn không có cây giò, cây sao chổi về diện trần thì các bạn sẽ dùng tay này, các ngón tay của các bạn này đỡ lấy cằm, và cái ngón này các bạn đẩy, các bạn bấm vào đây và các bạn đẩy thốc lên trên này. Nó rất là đau đấy các bạn nhé. Đau ấy, bấm vào đây giãn cơ này, chảy nước mắt này. Chính vì tác dụng giãn cơ nó rất là hiệu quả, rất mạnh, cho nên nó khắc phục hóc xương rất là tốt. Và nhất là đối với những người ngất ấy, cấp cứu ngất xỉu thì chúng ta cũng ấn vào đây. Và chúng ta lưu ý rằng khi chúng ta tác động huyệt 19 ấy, thì những người mà bị huyết áp cao thì chúng ta sẽ không bấm huyệt 19. Chúng ta phải làm hạ huyết áp cho trước cho họ thì chúng ta mới có thể ấn vào được huyệt 19, đúng không ạ? Và huyệt 19 này có tác dụng là gì ạ? Làm thăng lên, tức là nó khắc phục bệnh trĩ này, nó khắc phục táo bón này, đúng không ạ? Và nó khắc phục yếu sinh lý ở nam giới cũng rất là hiệu quả. Ok, rồi chúc các bạn thành công. 2660. Xin chào nào. Xin chào. Ok, thank you.